xin chào các bạn đã quay lại với kênh anh minh audio của mình cuối tập trước sau khi quan sát kỹ càng từng người ở đây từng trần liền khẳng định chỉ có bản thân hắn cùng gia la minh tổ là nghe được thanh âm kêu cứu thần bí kia mà thôi điều này chứng tỏ trên người tên gia la minh tổ này chắc chắn có điều gì đặc biệt bởi vì trước mắt cũng chưa thể đoán ra đó là gì nên từng trần chỉ có thể tạm gác lại những suy đoán về tiếng kêu cứu bí ẩn sau đó chuyển sự chú ý sang phong ấn bí văn dưới sự tấn công của nhóm gia la minh tổ phong ấn đã bị hao tổn đôi chút mặc dù những bí văn bị tổn thương có khả năng tự phục hồi nhưng do thiếu năng lượng nên quá trình này diễn ra rất chậm chạp điều này có nghĩa là nếu tiếp tục tấn công trước khi phong ấn kịp phục hồi những kẻ hở sẽ ngày càng lớn thời gian phục hồi sẽ kéo dài hơn và cuối cùng phong ấn sẽ bị phá vỡ hoàn toàn đây chính là lý do vì sao nhóm người gia la minh tổ có thể phá giải cấm chế đó là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn miễn là tốc độ phá giải nhanh hơn tốc độ phục hồi tuy nhiên một câu hỏi khác nảy sinh trong đầu tần trần nếu việc phá giải bí văn đơn giản như vậy tại sao năm xưa nhóm vệ hồn minh trùng lại không thành công quay sang vệ hồn minh trùng từng trần câu mày hỏi Vệ hồn, năm đó khi các ngươi tiến vào đại điện, có từng thấy phong ấn bí văn này không? Chẳng lẽ chưa từng thử phá giải? Thưa đại nhân, vệ hồn minh trùng đáp với nụ cười khổ. Năm đó chúng ta quả có phát hiện một số manh mối. Tuy nhiên, lực thôn vệ thần hồn trong đại điện lúc bấy giờ vô cùng khủng khiếp. Nhiều người cảm thấy không thể chịu đựng nổi đã phải rút lui và thuộc hạ may mắn là một trong số đó. Nếu không kịp thời rút lui, có lẽ thuộc hạ cũng đã vĩnh viễn nằm lại nơi này. Ở một bên nghe vậy, thạch tượng quỷ tổ liền lên tiếng bổ sung. Năm đó có vài vị cường giả chuẩn đế chủ trì việc phá giải trận pháp, nhờ có bảo vật chống lại lực thôn vệ thần hồn họ đã giúp được một số người trụ lại tuy nhiên sau đó bản tổ cũng phải rút lui vì không chịu nổi những gì xảy ra sau đó bản tổ không rõ nhưng nếu họ thành công hẳn là cung điện này đã bị phá vỡ từ lâu từng từng nghe xong thì chợt hiểu ra lần này nhờ có sự cộng hưởng giữa kiếm trĩ thần bí và đại điện lực thôn vệ thần hồn đã giảm đáng kể cho phép mọi người có thể ở lại phá giải trong thời gian dài còn năm xưa lực thôn vệ quá mạnh khiến đa số cường giả đều bị hút cạn thần hồn hóa điên và vĩnh viễn ra đi trước khi kịp hiểu rõ cấu trúc bí văn chỉ một số ít người có tu vi chuẩn đế mới có thể trụ lại tiếp tục nhưng liệu những người đó có thành công không từng trần đảo mắt quan sát xung quanh các bệ đá trống trơn không hề có dấu vết của thi hài nào ai trong số các ngươi đến đại điện ngày đầu tiên từng trần quay sang hỏi những người phía sau khi đến đây các ngươi có thấy thi hài nào không mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi này mà vạn cốt minh tổ nghe vậy thì nhớ mày đáp đại nhân khi ta đến thì nhóm hắc long quỷ tổ đã có mặt rồi ngài có thể hỏi họ minh chủ huynh hắc long quỷ tổ nói khi chúng ta đến thì diêm hồn huynh gia la huynh và thạch tượng huynh đều đã ở đây có lẽ thạch tượng huynh là người đầu tiên vì đây là địa bàn của hành cung đại điện không phải ta thạch tượng quỷ tổ lắc đầu vì một số lý do đặc biệt bản tổ đến sau cả gia la minh tổ và diêm hồn lão tổ từng trần nhìn tượng đá hiểu rằng hắn ta không nói dối lý do đặc biệt chắc hẳn là việc phải cắn nút một số chủ nhân cấm khu để lấy lại sức mạnh sau giấc ngủ dài minh chủ huynh không cần hỏi nữa gia la minh tổ lên tiếng với nụ cười khổ tại hạ là người đầu tiên đến đây may mắn là tại hạ đã tìm được đường vào đại điện mà không gặp trở ngại gì tuy nhiên khi đến nơi tại hạ cũng không thấy bất cứ thứ gì trong này không có thi hài sao từng trần liếc nhìn gia la minh tổ cảm thấy đối phương không có vẻ gì là đang nói dối vậy phải chăng năm xưa những cường giả chuẩn đế kia đã thành công họ đã tiến vào được không gian bí ẩn bên trong hay là khi không thể trụ được nữa họ đã dẫn mọi người rút lui hoặc có thể họ đã vĩnh viễn nằm lại nơi này nhưng thi hài đã hoàn toàn phong hóa nhưng giả thuyết cuối cùng có vẻ không hợp lý dù uy áp nơi đây có khủng khiếp đến đâu từ sa mạc đen bên ngoài đến trong đại điện này đều còn lưu lại thi hài của các cường giả không lý nào uy áp lại mạnh đến mức xóa sạch mọi dấu vết cuối cùng Từng Trần quyết định không suy đoán thêm nữa, sau khi phá vỡ phong ấn bí văn này, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp. Chư vị, Từng Trần nói với mọi người, nếu ta không nhầm, các vị vừa định dùng cách tăng cường bí văn để tìm ra điểm yếu, rồi tập trung tấn công để phá giải phong ấn. Tuy nhiên, cách này không nên tiếp tục nữa, quá tốn thời gian, ít nhất phải mất hơn 10 năm mới có thể phá vỡ hoàn toàn, và trong quá trình đó không tránh khỏi xuất hiện biến số. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc nhìn Từng Trần. Minh chủ huynh, làm sao ngươi biết? Hắc Long Quỷ Tổ kinh ngạc hỏi. Mà Gia La Minh Tổ cũng là câu mày nói, Minh chủ huynh, chẳng lẽ ngươi cũng là một minh trận sư không sai từng trần gật đầu ta cũng là một minh trận sư vừa rồi ta đã nghiên cứu kỹ bí văn nơi này việc phá giải có lẽ không quá khó khăn minh chủ huynh lời ngươi nói là sự thật sao hắc long quỷ tổ bên cạnh đã không thể chờ đợi mà lên tiếng hỏi sắc mặt hắn ửng hồng vì đây chính là vấn đề liên quan đến việc bọn họ có thể rời khỏi nơi này hay không ngay cả thần sắc của thạch tượng quỷ tổ cũng trở nên bất định dù là một người đã trải qua thời viễn cổ như hắn cho dù là cường giả chuẩn đế dẫn dắt bọn họ cũng không dám nói ra những lời như vậy chỉ có đám người phệ hồn minh Tùng và hắc mục chi chủ tuy thần sắc có phần kích động nhưng cũng không quá bất ngờ dựa vào sự lý giải trước đó của từng từng đối với đại điểm bí văn điều này thật sự có khả năng xảy ra ta cần phải lừa gạt mọi người sao từng từng cười nói minh chủ huynh nếu ngươi thật có thể phá vỡ phong ấn bí văn này tất cả chúng ta đều sẽ nghe theo ngươi hắc long quỷ tổ vội vàng tiến lên nói những người khác cũng đều nhau nhau gật đầu đồ đồng ý tại thời điểm này hiển nhiên không ai có ý kiến phản đối chỉ có gia la minh tổ là có sắc mặt hơi khó coi gia la huynh Tần Trần quay đầu nhìn về phía Gia La Minh Tổ nói, để tiếp tục kích hoạt phong ấn bí văn này, ta còn phải cẩn thận quan sát thêm một chút. Tốt nhất là ngươi có thể đánh dấu mấy tiếp điểm lúc trước để mọi người công kích. Sau đó, Từng Trần lại quay sang Thạch Tượng Quỷ Tổ, Thạch Tượng Huynh, ngươi cũng hiểu biết về bí văn này, xin hãy ở một bên hỗ trợ chỉ dẫn thêm. Thạch Tượng Quỷ Tổ gật đầu, mặc dù hắn vẫn còn chút hoài nghi về lời nói của Từng Trần, nhưng lúc này chỉ có thể đặt niềm tin vào Tần Trần mà thôi. Gia Lam Minh Tổ thúc giục đại ấn đen kịch tiếp tục rơi xuống, lập tức phong ấn bí văn phía trước càng hiện ra rõ ràng hơn đồng thời những bí văn kia cũng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. gia la minh tổ nhanh chóng chỉ ra một số vị trí để mọi người công kích và thạch tượng gật đầu xác nhận những vị trí đó là chính xác. trong khi đó cảm giác của từng trần đã hoàn toàn hòa vào phong ấn bí văn này. cuộc sáng trước mặt là một phong ấn không gian, điều này hắn đã xác định ngay từ khi vừa đến. nhưng càng quan sát, từng trần càng kinh ngạc trước quy mô của tác phẩm phong ấn bí văn này. hơn nữa, từng trần khiếp sợ khi phát hiện ra rằng đại điện này rất có thể là vật của vũ trụ hải, bởi vì thủ pháp phong ấn được sử dụng rõ ràng mang đặc trưng của vũ trụ hải. tuy nhiên nhận ra là một chuyện muốn chính thức phá giải vẫn là điều không hề đơn giản từng trần nhắm mắt lại tay cầm thanh kiếm trị xét thần bí và nhẹ nhàng thúc đẩy lực lượng bên trong nó vù một tiếng một luồng khí tức đặc biệt tỏa ra quanh thân từng trần trong phút chốc cảm giác của hắn đối với phong ấn bí văn trước mắt trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần một cảm giác cực kỳ thông suốt tràn ngập khắp cơ thể từng trần đồng thời tạo vật chi nhãn ở mi tâm của hắn cũng chậm rãi nở rộ phát ra một đạo quang mang vô hình lan tỏa ra ngoài nhanh chóng bao phủ toàn bộ phong ấn bí văn trước mặt ồ tần trần không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc Giờ phút này, hắn kinh hãi khi phát hiện ra rằng cuộc sáng màu đen trước mắt này chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm phong ấn bí văn. Toàn bộ phong ấn bí văn nơi đây dường như đều liên kết với toàn bộ bí văn đại điện hành cung. Nói cách khác, nếu muốn đơn giản thông qua việc tiến công phong ấn bí văn trước mắt để cưỡng ép phá vỡ, đó sẽ là phương pháp phức tạp nhất. Như vậy tối đa chỉ có thể mở ra một thông đạo nhỏ, nhưng rất nhanh thông đạo đó sẽ tự khôi phục, thậm chí số người có thể tiến vào cũng bị hạn chế, ít nhất với số lượng cấm khu chi chủ đông đảo như hiện tại thì chắc chắn không thể toàn bộ tiến vào trong không gian phong ấn này. Muốn mở rộng không gian hoặc cho phép nhiều người tiến vào bên trong hơn nhất định phải bắt đầu phá giải từ bí văn bên ngoài tám góc đại điện rồi lan dần đến bí văn phong ấn trên bệ đá chỉ có như vậy không gian trên bệ đá này mới có thể chính thức được mở ra điều khiến từng trần cảm thấy kinh ngạc là những tiết điểm bí văn mà gia la minh tổ chỉ ra dường như đã từng bị công kích trước đây chẳng lẽ đây là những tiết điểm mà năm xưa mấy vị chuẩn đế đã từng công kích từng trần suy đoán quả thật những tiết điểm bí văn mà gia la minh tổ chỉ ra đều là những điểm cơ bản nhất dễ nhận thấy nhất của phong ấn bí văn dù là mấy vị chuẩn đế năm xưa hay gia Lam minh tổ với tư cách là quỷ tu của minh giới này có thể nhận ra được những tiết điểm này đã là cực hạn rồi sau khi quan sát kỹ phong ấn bí văn trước mắt từng Trần mới thu hồi ánh mắt minh chủ huynh thế nào lúc này hắc long quỷ tổ người đang vô cùng không phục từng trần tiến lên hỏi thăm phá giải không thành vấn đề từng trần đáp tuy nhiên muốn phá vỡ cấm chế bí văn này ta cần một số vật phẩm mà hiện tại chưa đủ minh chủ huynh cần những gì cứ việc mở lời ở đây chúng ta đông người như vậy không lý nào lại thiếu thứ minh chủ huynh cần hắc long quỷ tổ lập tức nói chư vị nói có phải không chỉ cần minh chủ huynh thật sự có thể phá vỡ phong ấn bí văn này giúp chúng ta có thể rời khỏi nơi đây dù minh chủ huynh muốn gì hắc mục chi chủ ta cũng tuyệt không từ chối đúng vậy minh chủ huynh này cứ nói ra là được đám người hương ngạc chi tổ cũng đều nhao nhao tán đồng từng trần gật đầu nói muốn phá giải phong ấn bí văn này ta cần bố trí một số trận kỳ tuy nhiên việc bố trí những trận kỳ này cần phải dùng đến vật liệu siêu thoát đỉnh cấp nhất của minh giới không biết trên người chư vị có hay không nguyên lai chỉ là tài liệu siêu thoát ta cứ tưởng là cái gì ghê gớm trên người bản tổ tuy đồ vật tốt không nhiều nhưng tài liệu đỉnh cấp siêu thoát vẫn còn một ít hắc long quỷ tổ nghe xong lời tần trần không chút do dự vung tay lên ngay lập tức một đống lớn tài liệu xuất hiện trước mặt tần trần hầu như toàn bộ đều là những tài liệu minh giới cấp siêu thoát trở lên những người khác thấy vậy cũng đều lần lượt lấy ra tài liệu đỉnh cấp của minh giới chỉ trong chốc lát trước mặt tần trần đã chất đúng một lượng lớn tài liệu đỉnh cấp trong đó loại kém nhất cũng thu cấp siêu thoát còn những thứ trân quý hơn thậm chí đạt tới cấp bậc đỉnh cấp siêu thoát chỉ trong nháy mắt trước mặt tần trần đã xuất hiện một đống tài liệu khổng lồ khiến hắn không khỏi thầm thắng phục sự giàu có của các cường giả vùng đất bị vứt bỏ là người biết điều hắn không từ chối mà thu tất cả những tài liệu này vào trong không gian bảo vật của mình ngoài những tài liệu đỉnh cấp này ta còn cần một tia căn nguyên của chư vị sau khi thu xong tài liệu từng trần lại mở lời mà nghe vậy tất cả mọi người đều ngẩn người minh chủ huynh ngài muốn căn nguyên của chúng ta để làm gì có người nghi hoặc hỏi những người khác cũng đều lộ vẻ ngờ vực từng trần thấy thế thì mỉm cười giải thích chư vị không cần lo lắng ta muốn một tia bản nguyên của các vị là để dung nhập vào trong trận kỳ luyện chế bởi vì sau này ta cần mọi người cùng nhau thôi động trận kỳ tốt nhất là mỗi người đều có một trận kỳ thuộc về mình như vậy việc thôi động sẽ tự nhiên hơn và việc phá vỡ phong ấn bí văn cũng sẽ đơn giản hơn nhiều được rồi nếu mọi người còn có nghi vấn ta sẽ luyện chế trước đến khi cần dùng xin chư vị hãy phóng ra mục tiêu là được từng trần không nói nhiều trực tiếp bố trí một cái cấm chế rồi lấy tài liệu trong cấm chế ra bắt đầu luyện chế trận kỳ trận pháp chi đạo của minh giới và vũ trụ hải tuy có chút khác biệt nhưng thường là trăm sông đổ về một biển từng trần ban đầu còn hơi lạ lẫm nhưng rất nhanh đã luyện chế thành công trận kỳ đầu tiên bước ra khỏi cấm chế từng trần cầm trận kỳ này và nói với hắc long quỷ tổ hắc long huynh xin ngươi hãy dung nhập một chút căn nguyên của mình vào trong trận kỳ này hắc long quỷ tổ do dự một chút nhưng rồi nhanh chóng gật đầu không nói hai lời hắn trực tiếp thi triển một đạo bản nguyên dung nhập vào trận kỳ trong tay từng trần lúc này từng trần bắt đầu luyện chế ngay trước mắt mọi người chỉ một lát sau từng đạo quang mang vô hình lóe lên và rất nhanh hắc long quỷ tổ đã cảm nhận được một tia liên hệ bản năng giữa mình và trận kỳ trong tay từng trần từng trần khoát tay trận kỳ này trực tiếp bay đến một góc của đại điện bát giác khi trận kỳ vừa hạ xuống toàn bộ bí văn trong đại điện bát giác lập tức sáng lên như thể vừa được kích hoạt rồi nhanh chóng tối xuống mà trận kỳ cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người tuy nhiên nhờ vào sợi bản nguyên của mình hắc long quỷ tổ vẫn có thể cảm nhận được vị trí của trận kỳ đó thủ đoạn thật thần kỳ hắc long quỷ tổ không khỏi kinh ngạc than thở hắn nhẹ nhàng thúc giục căn nguyên của mình chợt nghe một tiếng vù trận kỳ vốn biến mất không thấy gì lại chậm rãi hiện ra dẫn động một bộ phận bí văn lập rè bố phía mọi người ở bên cạnh thấy cảnh này đều tin tưởng từng trận yêu cầu bản nguyên là vì luyện chế trận kỳ lập tức rất nhiều chủ nhân cấm khu ở đây nhao nhau đưa một sợi căn nguyên của mình cho hắn chỉ trong chốc lát trên người từng trần đã có thêm một đống bản nguyên của các chủ cấm khu cảm nhận được trong những bản nguyên này ẩn chứa các loại quy tắc lực trật tự trong lòng từng trần mừng rỡ không thôi có bản nguyên của những chủ cấm khu này ba ngàn đại đạo quy tắc của mình tất nhiên sẽ lần nữa viên mãn hơn rất nhiều từng trần quay đầu nhìn về phía bốn người gia la minh tổ là những người còn chưa giao ra bản nguyên của mình lên tiếng nói gia la huynh ảnh ma huynh thạch tượng huynh diêm hồn huynh còn cần bản nguyên của bốn người các ngươi nữa tượng đá quỷ tổ không chút do dự lập tức giao ra một sợi bản nguyên của mình lúc trước Tần Trần đã triển lộ ra thực lực khiến hắn tin tưởng rằng Tần Trần rất có khả năng phá vỡ phong ấn bí văn này, nên đương nhiên sẽ không từ chối. Gia La Minh Tổ do dự một chút rồi mở miệng, "Minh chủ huynh, tại hạ cũng là một minh trận sư, đối với phong ấn bí văn này cũng có một tia hiểu biết, qua việc dẫn động trận kỳ, không cần phải dung hợp bản nguyên chứ?" Tần Trần nghe vậy thì nở nụ cười, "Gia La huynh, chính vì ngươi là minh trận sư và hiểu biết về bí văn phong ấn này, cho nên mới càng cần dung hợp bản nguyên, đến lúc phá trận còn cần ngươi xuất đại lực, một khi dung hợp căn nguyên và bổ sung bản nguyên, trình độ trận pháp của Gia La huynh mới có thể phát huy tốt hơn." nghe vậy gia la minh tổ còn định nói gì đó thì bị vạn cốt minh tổ cắt ngang ta nói này gia la minh tổ minh chủ đại nhân đã nói như vậy chúng ta cũng đều giao ra căn nguyên ngay cả thạch tượng huynh cũng không nói hai lời sao ngươi còn líu ríu gì đó là ngươi căn bản không muốn để mọi người rời khỏi nơi này hay là nói bản nguyên của ngươi có vấn đề gì lúc này tần trần cũng mỉm cười nói gia la huynh bản minh chủ chỉ cần một tia khí tức bản nguyên là được chỉ cần dung nhập vào trong trận kỳ chắc sẽ không có bất kỳ tổn thương nào đối với tu vi của gia la huynh giờ phút này ánh mắt tất cả mọi người trên đài đều rơi vào trên thân mấy người gia la minh tổ diêm hồn huynh minh chủ huynh chỉ cần một tia căn nguyên mà thôi ngươi lúc này hắc mục chi chủ nhìn về phía diêm hồn lão tổ diêm hồn lão tổ bị mọi người nhìn chằm chằm đành phải giao ra một tia bản nguyên của mình trên đài chỉ còn lại gia la minh tổ và ảnh ma quỷ tổ đại nhân ảnh ma quỷ tổ vừa định nói gì lại bị gia la minh tổ cắt ngang chỉ thấy trên mặt gia la minh tổ hiện lên vẻ tươi cười cười nói minh chủ huynh nói không sai một sợi căn nguyên mà thôi tất cả mọi người giao ra tại hạ sao có thể không giao ra được dứt lời gia la minh tổ khoát tay một cái một sợi bản nguyên trong nháy mắt được hắn đưa tới một luồng bản nguyên này mang theo khí tức hừng hực chồng nháy mắt rơi vào trong tay từng trần sau đó hắn nhìn về phía ảnh ma quỷ tổ lúng túng nói ảnh ma minh chủ huynh muốn một chút căn nguyên mà thôi ngươi cũng giao ra đi ảnh ma quỷ tổ hừ một tiếng nhưng vẫn giao ra một tia căn nguyên của mình mà từng trần thì thu hồi bản nguyên của mọi người chợt trở về trong cấm chế bắt đầu luyện chế trận kỳ đại nhân cái kia bản nguyên ở một bên ảnh ma quỷ tổ lặng lẽ truyền âm cho gia la minh tổ thần sắc lo lắng không sao khóe miệng gia la minh tổ nhếch lên cười nhạt ta động tay động chân một chút thứ cho hắn cũng không nhìn ra cái gì ngược lại là ngươi đại nhân yên tâm bổ nguyên ảnh ma của ta không giống với những thứ khác hắn nhất định không nhìn ra vấn đề ảnh ma thần tổ vội vàng nói gia la minh tổ gật gật đầu còn mắt nheo lại vậy là tốt rồi chờ hắn phá vỡ phong ấn bí văn trước rồi nói sau mọi người giờ phút này một mực yên lặng chờ đợi trong đại điện một ngày sau từng trần mới đi ra khỏi cấm chế giờ phút này trước người của hắn đã có thêm một đống trận kỳ từng trần quay sang đám người gia la minh tổ lên tiếng nói gia la huynh thạch tượng huynh các ngươi kích hoạt phong ấn bí văn này như trước lúc này bản chủ bắt đầu bố trí trận kỳ chờ trận kỳ hoàn tất chúng ta cùng nhau phá trận gia la minh tổ gật gật đầu đại ấn màu đen trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện đập xuống hư không phía trước ầm một tiếng vang lên đại ấn đen kịch nện vào hư không trong hư không lập tức phát ra từng tiếng vang như thẻ lập tức một cái bí văn phong ấn nhanh chóng nổi lên trên bí văn phong ấn này bỗng nhiên sáng lên từng đạo quang mang chói mắt lưu chuyển trước mặt mọi người một cổ uy áp kinh người trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện từng khống chế kiếm dị xét thần bí một chiêu kiếm chém ra nương theo sự kích hoạt của kiếm dị thần bí bốn phía xung quanh đài điện bát giác đều xuất hiện từng đạo trận văn phong ấn lúc này uy áp kinh khủng kia ép tới tất cả chủ nhân cấm khu ở đây đến mức không thở nổi nhưng không đợi mọi người mở miệng từng trần đã bắt đầu bố trí trận kỳ thật nhanh khi gia la minh tổ nhìn thấy trận kỳ của từng trần đều là hư không bố trí hơn nữa mỗi một cây trận kỳ hạ xuống lúc đại điện bí văn này đều lấy lên một cái khóe mắt hắn đều bắt đầu nhảy lên trên thực tế hắn thật sự là một minh trận sư hơn nữa là một minh trận sư cấp siêu thoát trước mắt cấm chế bí văn này phức tạp cho dù là hắn muốn tìm được tiết điểm cũng không dễ dàng cần hao phí rất nhiều công phu nhưng giờ phút này Tần từng, từng bố trí trận kỳ liếc mắt một cái là nhìn ra được vị trí tiết điểm của đại điển bí văn trận pháp này loại thủ đoạn cùng tạo nghệ trận pháp này ngay cả hắn cũng khiếp sợ vạn phần ít nhất bây giờ hắn tuyệt đối không bố trí được giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập tò mò đối với Tần Trần trình độ minh trận tăng lên cực kỳ khó khăn từng tích lũy nhiều năm tên trước mắt này nhìn qua bình thường không có gì lạ hơn nữa cũng không giống là lão quái vật gì mà trước mắt bí văn phong ấn lại là thứ cực kỳ khó khăn phức tạp và kinh khủng như vậy từng, từng làm sao có thể tìm ra vị trí của những tiết điểm này trình độ trận pháp này đã vượt xa nhận biết của hắn ngay cả gia la minh tổ cũng vô cùng chấn động thì những người khác càng nhìn đến ngay người rất nhiều chủ cấm khu ở đây tuy không phải minh trận sư nhưng ánh mắt cơ bản vẫn có trước mắt từng trần bày trận rõ ràng cực kỳ chuyên nghiệp vừa thấy đã biết là cao thủ thật sự nhưng hắn tiến vào đây mới không bao lâu chứ đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha